Cái phần này thì nó hơi rộng về cái việc là trường có tham vọng giúp các bạn là đẩy được hàng loạt cái video lên top. Đó. Tại vì khi ấy, cái bài viết mà chứa cái video đó nó nằm ở top rồi á, thì các bạn đã tiếp cận được một lượng khách hàng nhất định rồi, nó có view rồi, nó sẽ được view về. Và khi cái video này nó được cung cấp view, tức là nó được xem thì cái chuyện mà nó lên top YouTube là chuyện bình thường. Và nó cứ theo năm tháng, tức là nó khi các bạn đẩy link đủ mạnh đó, thì nó sẽ lên top Google thôi, chuyện bình thường không có gì cả các bạn ha. Tiếp theo thì cái phần mà trường sẽ đi về chiến lược bài viết như thế nào, chia sẻ cách thuê như thế nào. Bây giờ thì các bạn sẽ xem một cái video, phải các bạn phải biết qua cái điều này thì các bạn mới hiểu được. Tức là chúng ta phải biết được cái thằng YouTube này nó xếp hạng video thế nào thì chúng ta mới đưa ra được cái chiến lược để mà đánh và để mà lên top vượt đối thủ, đúng không ạ? Chúng ta phải hiểu đúng không? Rồi. Thì bây giờ trường rồi có những cái phần này xong ha, rất xong các bạn nhé. Bạn cần phải có hai công cụ này đây, nó quan trọng lắm luôn. Bạn thậm chí là có rất là nhiều bạn làm á, bạn này có hệ thống backlink mạnh, bạn chẳng cần phải tối ưu gì đâu các bạn, không cần tối ưu SEO on-page luôn, đọc backlink lên top đấy. Nhưng mà cái đó bạn phải có hệ thống backlink mạnh cơ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem một cái video mà chị đã làm rồi, cách mà YouTube xếp hạng một video như thế nào. Chúng ta phải hiểu cách YouTube nó xếp hạng như thế nào thì chúng ta mới có chiến lược để chúng ta SEO lên vị trí top được, đúng không ạ? Ok, bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé. Đầu tiên đó là một cái video của bạn mới xuất bản lên, tức là các bạn top lên YouTube trong vòng 48 giờ, đặc biệt là 24 giờ đầu tiên, thì nó sẽ đánh giá cái chất lượng video để mà xếp hạng cái video, nó dựa vào số lượt view, đúng không ạ? Nếu trong vòng 24 giờ đầu tiên mà một video vừa up lên, số lượng view tăng rất là nhanh thì đó là một video chất lượng. YouTube nó sẽ xếp hạng cái video này rất là nhanh. Bởi vậy các bạn thấy là những cái kênh mà có lượng đăng ký vài trăm nghìn hoặc là cả triệu sub thì khi họ up video lên, nó tiếp cận được cái đối tượng này một lượng view rất là lớn và cái video của họ được xếp hạng rất là cao. Ngược lại với những cái kênh mà mới hoàn toàn, đúng không ạ? Khi các bạn up lên thì không có lượt đăng ký, bởi vậy các bạn muốn SEO nó vất vả hơn rất là nhiều, vì cái lượng view khi mà up lên là rất là ít. Bởi vậy YouTube nó cho là video này không chất lượng, bởi vậy nó xếp hạng sẽ thấp hơn. Rồi số lượng like ha, đặc biệt là view, sao lượng like là lượng tương tác các bạn, số lượng comment ở đây tôi đánh giá rất là cao, cái khả năng comment tức là khả năng tương tác các bạn, like hoặc comment là đều tính vào tương tác, nhưng comment được đánh giá rất là cao. Một video càng nhiều comment thì cái khả năng xếp hạng của nó rất là cao, đặc biệt là trong 24 giờ tới 48 giờ đầu tiên. Bởi vậy khi ai đó comment cái kênh của bạn thì các bạn phải trả lời comment đó, và có thể chúng ta trả lời comment kiểu như là hỏi họ để họ trả lời, hoặc là họ hỏi mình để mình trả lời, có sự tương tác qua lại nhiều lần như vậy. Nó sẽ tăng được cái lượng comment lên rất là nhiều, thì cái kết quả xếp hạng của chúng ta trên YouTube rất là cao, đúng không ạ? Bởi vậy rồi tiếp theo là độ liên quan. Bạn lưu ý trong vòng 24 giờ đầu tiên là YouTube nó giá rất là cao, những cái video mới được xếp hạng cao là dựa vào ba yếu tố view, like và comment, đặc biệt là comment, hiểu không ạ? Tiếp theo một yếu tố nữa đó là độ liên quan. Độ liên quan ở đây tức là nếu chúng ta đang làm về chủ đề giảm cân đi, đúng không ạ, thì những cái từ khóa,
những cái từ khóa liên quan, những chủ đề liên quan về giảm cân sẽ được ưu tiên xếp hạng, đúng không ạ? Ưu tiên xếp hạng nó sẽ liên quan về từ khóa. Ở đây là YouTube nó có một tính năng gọi là ăn đề xuất, đúng không ạ? Ăn đề xuất tức là những cái video có cái lượng view rất là lớn, nếu chúng ta biết thì chúng ta sẽ đặt những cái từ khóa để ăn đề xuất, thì tôi sẽ chia sẻ các bạn ở những cái video sau. Độ liên quan về từ khóa này, đúng không ạ? Từ khóa rồi nội dung rồi chủ đề, bạn làm chủ đề về chủ đề gì, nội dung như thế nào, từ khóa các bạn đặt như thế nào cũng là một trong những yếu tố để YouTube đánh giá xếp hạng, YouTube đánh giá xếp hạng cái video của các bạn. Nếu các bạn làm nội dung một đường mà các bạn đặt những cái từ khóa một nẻo thì đấy được gọi là spam. Rất có thể là YouTube nó sẽ cho các bạn check kênh đấy các bạn. Nhiều bạn đặt những cái từ khóa của những kênh khác, hoặc là lấy cái tên kênh của cái kênh khác bỏ vào phần tag hoặc bỏ phần mô tả để được ăn đề xuất, ăn liên quan, nhưng như vậy là spam. Thì nó có thể là check kênh của các bạn. Bởi vậy YouTube nó dựa vào độ liên quan đến từ khóa, nội dung, chủ đề để xếp hạng một cái video. Tiếp theo, độ lan tỏa. Yếu tố thứ ba, độ lan tỏa, tức là sự có mặt của video lan rộng tới đâu, bạn hiểu không ạ? Cái này thì nó sẽ tính tới là các bạn đi marketing đấy các bạn. Tức là một cái video mà được người nhiều chia sẻ, đúng không ạ? Người chia sẻ, nếu cái video của bạn tăng vòng lên trong vòng 24 giờ đầu tiên, mà nếu nó được share ra rất là nhiều nơi, thì đấy là độ lan tỏa của cái video. Độ lan tỏa càng rộng thì cái video này được xếp hạng càng cao. Nơi nó được chia sẻ chất lượng như thế nào, bạn hiểu không? Nếu các bạn chia sẻ những cái video này ở một nơi, tôi giả sử như một trang web đi, nơi đó trang web có lượng truy cập là 100 người một ngày. Với các bạn chia sẻ ở cái video nơi có lượng truy cập 10.000 người một ngày thì nó khác hoàn toàn các bạn nha. Tức là cái chất lượng nơi các bạn chia sẻ, đúng không? Như một trang fanpage có 100.000 fan khác một trang fanpage có 10.000 fan đó. Thì cái nơi chia sẻ chất lượng sẽ là yếu tố quyết định đánh giá cái độ xếp hạng của cái video, đúng không? Rồi sự lan tỏa tự nhiên hay là spam, bạn hiểu không ạ? Rất là nhiều người họ sử dụng những cái tool, những công cụ để mà bắn cái video này lên rất là nhiều các trang mạng xã hội khác nhau, đấy là chia sẻ không tự nhiên, bạn hiểu không ạ? Chia sẻ không tự nhiên gọi là spam, dùng tool bắn thì nó có thể là dẫn tới tụt hạng, thậm chí là chết cái kênh luôn vì spam. Chỉ có lan tỏa tự nhiên, chỉ có bằng cách các bạn đi tay tự nhiên tới những cái trang thật chất lượng, những cái nơi, những cái forum, những cái website, những cái diễn đàn thật chất lượng thì nó sẽ được mọi người thích, mọi người chia sẻ đi rộng khắp, thì nó là gọi là tự nhiên, thì nó được đánh giá cao, cái xếp hạng nó sẽ cao hơn đấy. Rồi cái yếu tố thứ tư đó là độ suất của kênh, tức là độ suất nó sẽ được đánh giá vào tần suất các video của các bạn up thường xuyên đều đặn thì cái độ suất của video nó, cái độ suất của kênh sẽ tăng lên. Cái độ suất của kênh nó tăng lên thì khi bạn up một cái video lên, các bạn chỉ cần tối ưu hóa sell on buy thôi là nó có thể là đã đạt được cái top rồi. Còn những cái kênh mà mới thì độ suất không có thì các bạn phải sell rất là cực nó mới là được, các bạn. Chất lượng video nó cũng được đánh giá rất là cao để mà xếp hạng cái video trên cái công cụ tìm kiếm. Một video có cái độ dài nhất định, đúng không ạ? Có nội dung chất lượng, được nhiều người xem, được nhiều người chia sẻ, thì độ tăng view nhanh thì sẽ được YouTube đánh giá rất là cao về chất lượng. Cái thứ hai là số lượng người đăng ký. Thì tất nhiên là khi một cái kênh mà số lượng người đăng ký càng nhanh, tức là tốc độ người đăng ký kênh trong một tháng nó sẽ tăng lên rất là nhanh, thì cái kênh đó độ suất sẽ tăng rất là cao và cái video ở trong kênh đó cũng có độ suất rất là cao, đúng không? Vậy chúng ta phải chú ý làm sao để tăng lượng cái người đăng ký tự nhiên
Bạn lưu ý nhé, phải đăng ký kênh nó tự nhiên chứ không phải là bạn dùng các công cụ, các thủ thuật để mà tăng lượng người đăng ký thì nó cũng không chất lượng, đúng không ạ? Đây, tốc độ người đăng ký và tốc độ tăng view, đúng không ạ? Đấy, một cái video mà có tốc độ người đăng ký nhanh trong vòng tính trong một tháng đi, tốc độ tăng view nhanh, tốc độ view nhanh và tính trong giờ tăng càng nhanh thì độ xếp hạng càng cao, bạn hiểu không ạ? Rồi, rớt hạng sau thời gian, yếu tố thứ năm là rớt hạng sau thời gian. Tất nhiên là một cái video sau thời gian chúng ta không share, chúng ta không tương tác nhiều nữa thì nó sẽ rớt hạng thôi, ít người xem đi thì nó sẽ bị rớt hạng. Đó là những cái yếu tố mà nó sẽ làm những cái xếp hạng của chúng ta bị giảm rất là nhiều. Một ngày nào đó chúng ta đang thấy ở top nhưng mà vô tình một thời gian sau chúng ta bị rớt top, nó không còn thấy nữa, đó là backlink chúng ta bị mất này. Độ chốt kênh giảm xuống, tức là các bạn không tăng cái tần số video, các bạn không chăm sóc kênh, chất lượng video giảm, số người đăng ký giảm xuống trông thấy, thì cái độ chốt giảm xuống, độ chốt giảm xuống thì cũng đồng nghĩa với cái việc mà video của bạn sau này rất là khó lên, nếu các bạn muốn phục hồi lại mất rất là nhiều thời gian, đúng không ạ? Rất rớt hạn đó là do chất lượng bị mất, tức là các bạn đi chia sẻ những cái diễn đàn chất lượng hay những cái website chất lượng như một lý do gì đó họ tháo các bạn ra hoặc là họ xóa đi thì các bạn sẽ bị rớt hạn, mất độ chất rất là cao. Đây là tần suất chia sẻ video thấp nữa. Ok, như vậy là tôi đã đi qua 5 yếu tố để giúp cho các bạn hiểu được YouTube nó xếp hạng một cái video như thế nào, nó dựa vào những yếu tố nào, nó dựa vào 5 cái yếu tố này để xếp hạng một cái video. Khi các bạn thực hiện được 5 cái yếu tố này thật là tốt thì tất nhiên là cái video của bạn có cái tốc độ tăng hạng rất là nhanh, đúng không ạ? Ok, nó chỉ đơn giản này thôi các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào.